Chào cả nhà. Hôm nay hai chồng đi thăm lò cá. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cái lò tiêu thêm. Thôi còn kìa. Lò ở đây sợ kiến vàng nữa nè. Kìa, nguyên ngỗ lên đầu anh kìa. Kìa. Trời ơi. Có gì đây? Sao nó trôi dưới ta? Trôi cái gì vậy? Hả? Xúc cây không? Xúc cây là dính á. Trời ơi, cái sặc. Cái sặc không à? Không dính, để đây luôn. Ôi, em thấy rồi em ơi. Thấy con cua. Ôi, ổ nghệ. Ổ nghệ. Ôi, không giỡn á. Hả? Nước trôi quá. Không đặt tôi kia là sao trôi tới đây luôn. Có gì đâu, có con cua nè. Cua bắt rồi. Đây ra đi. Con lưới thường lưới hết. Rớt cây mất tiêu rồi. Cái này hổm dính cái gì nè. Mày có gì nữa không? Mày dính không? Mất tiêu ý còn. Rồi. Rồi. Dính không? Ý. Cái giày nữa. Cái giày con cá rô. Đã không? Ở chỗ này không dính con nữa, dính con nữa. Ừ, dính con nữa. Rồi đã. Ngon lắm. Cá này ăn ngon hơn cá lóc thiệt. Đúng không? Ăn cái thịt của nó dẻ mà nó có sới sới. Ăn cái gì ngon lạnh luôn. Con này làm em nấu canh bầu ăn nó ngon. Ngon hơn cá lóc. Thịt nó dẻ rồi, nó có sới rồi. Hả? Con này nè, ăn hẳn ăn ngon hơn cá lóc. Được con cá rô rồi anh. Ừ. Cái sạc bự quá ha. Hả? Cái sạc bự quá kìa. Sạc gì bự? Đó. Cái sạc gì không bự? Sạc gì bự? Còn cái ao kia cái sạc dữ nữa nè. Cái sạc không á. Xong, còn luôn cái giày. Còn ngon ha. Ôi ơi. Em theo theo em ăn cá lóc với cá dẹt, cá này là em thích cái này hơn. Rồi mỏ nhọn quắc luôn. Hãm đây dính con và dính con nữa. Ngon à. Lành. Mở vô. Cái rô. Học gì? Pháp. Pháp hả? Dạng khè lắm đó à. Pháp học lá. Thì ốc pháp là ốc lá. Ờ. Ốc bu đen. Ốc bu đen là nó đen kịnh. Đứt nhọn quắc. Biết không đó? Sao không biết? Này đâu phải đâu. Lấm. Ui da. Con này. Cái giày nữa coi. Trời ơi, ốc. Cái sạc. Trời ơi. Quá trời. Cầm vô em. Ui da. Ui. Ồ, ốc cũng có sạc không? Cái sạc bự mà không ngán. Cái sạc nó có sạc.
cái sạc về mặn cái xay. Mặn xay cái xay chung với thịt đó, thịt ba rọi á. Cái gì dầu ổ qua ngon. Ngọc nè. Còn lụm mình dài cá lóc đi. Đây cá sặc không à. Trời. Cái này chắc cá sặc quá trời quá. Cái cá sặc không của em ơi. Trời cá sặc thiệt. Cá sặc không à. Được con rô. Cá gì bắt cá đó, cầm đi. Bắt về mần sai. Ừ. Mần sai ăn. Cá sạch cũng bự chứ đâu nhỏ. Từ bự mà không ghé. Con cá rô chứ rồi. Đây mấy cái anh? Bốn cái. Bốn cái ăn được không hả? Ừ. Chắc cái sạc công quá chứ. Sạc công. Chạy đi. Ôi dùng đây. Có ốc của em ơi. Ốc con lươn chết rồi. Trời ơi. Lươn chết. Ê, còn, còn sống, còn sống. Còn sống, còn sống. Ủa, lươn bữa chứ. Ủa, lươn. Ủa, lươn. Lương, con lương còn sống. Thôi vô kia đi. Đi. Thôi, đã, trời con lương. Ủa con lương này nó cấp 2 không đúng không hả? Thôi đã. Mày tưởng chết chứ. Không có mặt hẳn em rộng cái nằm ngửa lên vậy đó, em cũng tưởng chết nữa. Thôi, thôi đã. Trời ơi, đã. Nè, 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 nó dơ. Con lươn này gấp 2 con lươn hả mua anh? Lươn. Quá trời đã không? Tưởng nó chết, trời ơi. Nằm ngửa nè à. Không? Ừ. Rộng nó nằm ngửa nè. Rộng trong phòng bên rộng cũng vậy. Tưởng nó chết đi. Không chết mừng. Ôi đã. Ôi dính lươn tê người luôn rồi. Ôi cái đầu của nó, cái đầu của nó nè, cái đầu của nó nè. Cái đầu nó từ tổ rồi. Gấp 2 lươn hả mà? Vô luôn tê người luôn. Tao cầm lên cây. Phải chừng, phải chừng đó. Phải chừng nó bò đi. Đúng rồi. Ủa, con lươn. Thấy nó trơn, nó trơn. Cái vậy? Trơn lắm. Sao lẹ vậy? Phải chừng nó nhui á. Con lươn cái đầu của nó nè. Cầm không được luôn hả? Ừ. Cái vậy? Lương trên lùi mà quá trời mù tỏ luôn. Đó, à, ở đầu tỏ luôn á. Được rồi, bỏ vô đi. Bắt mấy cái sạc anh. À, chứ. Thế người luôn. Kẹt kẹt kẹt, còn nằm mấy đen con nè. Hai ba con nè. Sặc bê người luôn. Nhặt đây nữa nè. Cái lương giờ cà phê á. Có không này. Nó lỗng em ơi. Trời ơi cái sặc. Cái sặc. Không, cái sặc không à. Trời ơi cái sặc nè. Ừ, cầm đi. Ui nè. Ừ, để đi. Thắm này luôn đi. Ui.
đi coi. Đây. Rồi cái sặc nữa. Sặc không à. Sặc bắt cái sặc. Sặc bắt cái sặc. Ui da. Đi. Ôi này chắc mới chết anh. Chết rồi. À, chết rồi. Ba con chết hết con rồi không? Còn chết con. Nó đi xịt cái lỗ này muốn chết. Rồi. Chết hết con. Này chắc mới chết đó, nó chưa có ấy mà. Mắt còn trong xe luôn kìa. Làm được không? Còn ăn được nhắc à. Thì nó mới chết á. Nhắc à. Kệ bắt con mắt còn trong xe kìa, chết chừng là được ngầu luôn nó mới sần. Đó. Ăn cái rồi. Đi ba ăn cà phê, ăn cái sạc. Sạc. Đó, sạc. Ừ, nó luôn đây. Bây giờ. Ấy. Ôi, cái sạc. Cái sạc. Sạch nữa. Cái này họ được rồi đâu bác có sạch đâu. Sạch không mà ta. Bên này cái sạch hết trời. Bắt cái đặt nữa. Cái này họ được đặt rồi để cái sạch lại nè. Cái sạch cũng bự thôi, không có nhỏ. Trời ơi, cái chê chết rồi. Cái gì? Cái chê. Trời ơi, em có chê kìa. Ê. 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 Lắc không có chê. Ê, con có lắc, nó chê đó kìa. Ôi, chê chết. Ôi, con có chê nó chết hơn, nó lại chết lâu rồi. Chết xình luôn rồi. Con lóc con có chê. Ừ. Ừ, ngon. Có trê. Cái lóc bị cái trê chém nó bị hư hết rồi. Con lóc con có trê. Không mấy này được hai cái trê rồi. Ừ. Chết hết con. Được mấy? Được mấy cá rô nữa anh. Không có lý chỗ này có nhà người ta nó nhỏ nhỏ. Em ta nghe mất. Ờ cái trê chết uổng ha. Rồi hai cái trê. Ủa cá lóc cái giải của nó. Cá lóc vô lâu nè. Bị cái cá trê nó quần á. À, cái giải của nó còn xù luôn. Nhỏ rồi, cá trê uổng nó chết con. Ờ chết. Chắc nổ luôn. Chết sình chết thúi luôn. Rồi con cá lóc. Kể nó còn nó sạc bỏ đi. Để cho cá vô. Mấy cá rô ra hả? Còn lại. Còn cá lóc nó muốn cục đuôi luôn rồi. Bị cá trê nó quần á. Đuôi muốn đứt đuôi luôn. Còn cá trê còn cá lóc. Không mấy được hai cá trê. Cá trê mặt rút luôn. Ê, cá trê nó có trứng à? Trời ơi, cá lô kiến. Cá lô kiến gần luôn. Trời ơi, cá lô kiến bự kìa. Trời ơi, cá lô kiến. Chà bá luôn. Ủa, hồi hôm qua có anh nào hỏi có cá lô kiến không anh? Anh mua phao á. À.
Ôi, cá lô kiến. Cá lô kiến nè. Bự. Cá kiến này nó phá dữ lắm. Ôi, cá rô mập đục. Anh, cá kiến này đục đục đì dữ lắm không? Mày biết. Đục đất á. Cá thịt ngon lắm. Hấp ăn ngọt lắm á. Ừ. Ôi, cá lô kiến bự. Ôi, nó bự. Cá lô kiến nó bự. Giỏi tưởng cá lóc không? Mắc này khó bắt ra lắm anh. Để nó lướt. Ôi, cá lô kiến. Mà ăn cá lóc bự gì cũng đỡ. Không, mà cá lô kiến này hấp ăn thịt ngọt lắm. Ngày đó giờ em cũng chưa ăn, nghe người ta nói à. Hấp xả hả? Luộc xả tỏ nè. Ngon lành, bỏ vô. Cái rô tròn, cái rô quỳ luôn hả? Một lúc à. Mắc ngạnh. Ôi, cái rô. Ừ, cái nó có trứng gì á. Ừ, có trứng. Uống nút luôn. Một lúc à. Cái lô kiến vô nhảy mê không? Vợ chồng mới thăm xong. Nó được hết đường lợi hai mấy cái à. Trời ơi. Quá trời sao luôn. Trời. Cái lô kiến, trời, cái lô kiến. Thường luôn, chết ổ à. Chết lấy rổ coi. Nó hết nhớ chết à. Ừ. Để chung với mấy này. Cái này. Để nó còn nóng nóng hả? Con chết à. Rồi cá. Rồi nữa. Rổ cá luôn. Con cá tóc, con cái gì? Con cá dày. Cá dày, cá tê. Con cá tê, chết hết con cá tê. Ổn kìa. Con lương. Con lương, cá lô kiến. Cá lô kiến nó à. Mang cà phê nữa nè. Bỏ cà phê vô. Đó, rồi, đó. Lương. Rồi. Ok, tạm biệt cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà.